liên quan đến lĩnh vực giáo dục, trả lời chất vấn của đại biểu về việc hiệu quả của đề án dạy học ngoại ngữ tiêu tốn hơn 9.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết đề án này đã không đạt mục tiêu. Đề án dạy học ngoại ngữ đưa ra mục tiêu là đến năm 2020, đa số sinh viên tốt nghiệp đại học cao đẳng có trình độ ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu làm việc, giao tiếp. Nhưng đến nay sau gần 8 năm thực hiện, nhiều mục tiêu chưa đạt được như mong muốn. Trả lời chất vấn này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, việc dạy và học ngoại ngữ có tính chất lâu dài và liên quan đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Theo Bộ trưởng, khi xây dựng đề án thì Bộ đặt quyết tâm cao, nhưng khi thực hiện thì gặp nhiều vấn đề, trong đó có việc triển khai rồi kinh phí. Bộ trưởng cũng nhận trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm là khi xây dựng đề án phải hết sức thiết thực và bám sát thực hiện hơn. Cũng liên quan đến dạy và học ngoại ngữ, Bộ trưởng cho rằng cần xây dựng nội dung thống nhất, biên soạn hệ thống, trong đó tính hội nhập quốc tế chứ không phải là biên soạn theo năng lực của các thầy cô. Đặc biệt cần tập trung đào tạo cho giáo viên vì trước đây khâu này chưa chuẩn bị kỹ nên khi thực hiện gặp khó khăn. Gần đây Bộ đã tiến hành rà soát, trước hết là về mặt cách tiếp cận, sau đó rồi mới đến mục tiêu.